Chiều nay tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên tổ đại biểu đơn vị quận Cẩm Lệ gồm ông Đinh Vui, ông Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri quan tâm đến các vấn đề chính sách hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc tăng giá xăng, giá điện, giá ga bất hợp lý, tình trạng mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường, chậm trễ trong thi công một số công trình trên địa bàn phường. Đáng lý ra là chúng ta hỗ trợ là hỗ trợ cho trong cái lúc cái điều kiện dịch này này, những cái gia đình nào khó khăn, những cái đối tượng nào cần phải hỗ trợ thì ta tập trung vào. Chứ tại sao là làm như thế là mình đâu còn, nhà nước còn nghèo chứ phải giàu có gì mà nó chuyện rẻ đâu. Ai cũng được, ai cũng hỗ trợ hết trơn, nếu là không được. Hiện nay chỗ cái ngã tư Lê Đại Hành, Nguyễn Phúc Tần, Đông Thạnh 4 đó, là cái chỗ này là cái lưu lượng giao thông rất là đông, nhất là giờ cao điểm. Mà hiện nay là vừa rồi các năm trước có đề nghị là thành phố cũng có đã lắp cái đèn vàng nhấp nháy và cải vạch, nhưng mà tôi thấy không đảm bảo, nhất là các cái giờ cao điểm là dễ dãi xảy ra xung đột và uy hiếp và an toàn giao thông, tai nạn giao thông. Nên là kính đề nghị là thành phố Đà Nẵng là phải quan tâm lắp cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này. Tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, hiện nay thành phố đang tập trung các giải pháp khôi phục kinh tế kết hợp với phòng chống hiệu quả dịch bệnh. Các chế độ chính sách hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh tuy có một số nơi triển khai còn chậm, còn vướng, nhưng nhìn chung về cơ bản thành phố đã đảm bảo được hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sắp đến thì cũng báo cáo bà con là cũng sẽ có thêm một cái gói chính sách khác của thành phố hỗ trợ cho các cái đối tượng, đặc biệt là lao động tự do và hoặc là không có ký kết hợp đồng lao động mà có thiệt hại trong cái Covid vừa rồi. Ví dụ như là các cái đối tượng làm thợ, thợ nề, thợ điện, vân vân, thợ nước, nhiều đối tượng thợ, rồi lái xe Grab, rồi lái xe xích lô, xe ôm, vân vân. Những đối tượng bạn cũng gần 17 đến 20 đối tượng thì cũng sẽ được tính toán cái gói hỗ trợ nào, gói hỗ trợ nào. Và kể cả các cái gia đình chính sách mà chưa nhận cái hỗ trợ từ cái gói của cái kế hoạch 153 của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ có tính toán, thì gói này cũng khá lớn. Cho nên cái trách nhiệm này thì đối với từng địa phương để mà chọn cho đúng người, xác định cho đúng đối tượng, chi trả cho kịp thời, giải thích thông tin cho minh bạch thì đề nghị là phường các đồng chí phải hết sức chú ý cái vấn đề này. Đối với các kiến nghị khác tại hội nghị, ngoài ý kiến giải trình tại chỗ của các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương theo thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, ghi nhận và sẽ có các văn bản trả lời chính thức đối với từng vấn đề cử tri kiến nghị quan tâm.